răng của chồng mày nó hôi như thế. Ừ. Thì cái của nợ nó có hô không? Hỏi thế mà hỏi. Bác lại nghe chồng rồi không? Nói chuyện đi. Răng mày nó quên mặt cho mình kia. Đúng rồi, quên mất. Em nó đang ngong sâu để đập cơ. Đúng rồi. Ngong sâu để đập đi để xây lại. Cười nhầm. Đi. Hay là mày nhìn trộm chồng tao đi đáy đấy. Mày nhìn trộm đúng không? Con này mày không được rồi. Chắc chắn là lần trước này tao đập nhà vệ sinh đi vừa tạm ra tường bao là mày nhìn trộm rồi. Tao nghi lắm. Này, chồng mày á, đi làm từ 6 giờ nhưng chắc là phải dậy từ lúc 4 giờ, 4 rưỡi nhỉ? Thế sớm làm cái gì? Dậy sớm thì còn đánh răng. Ừ, thế nhà tao chỉ có chỗ đánh răng à? Ôi, con này. Bác thấy em nói có chuẩn không? Nhờ. Chả thế. Chả thế, đúng rồi. Đánh răng thì 5-10 phút rồi xong thì phải dậy sớm. Cái gì? Lão chồng mày mà đánh răng có 5-10 phút rồi à? Thế thôi. Này, con này hôm nay nó điêu đây anh ạ. Điêu cái gì? Răng của chồng mày coi như là vừa to này, vừa dài, vừa rộng. Mà lại bảo đánh có 5-10 phút mà xong tao chết liền. Tao ở đây đã mất 10 phút rồi. Ông ấy phải 30 phút, 40 phút thì mới xong được với cái với cái hàm răng ấy kiểu như là như kiểu bờ ngói hứng cơn mưa. Coi như là miệng chẳng bao giờ lo ướt. Thì cứ phải lo cho nhà tao thôi nhờ Thủy. Hả? Đây là đang nói chuyện như thế. Anh nhà tao không bao giờ tốn cái miếng răng. Thấy không? Chúng phép. Đúng, phép. Điều răng vừa to vừa rộng vừa dài như thế như là không tốn một một đang một đang thì hai con tay đang cuốc không tốn mà nó bảo là không tốn cái miếng răng vô lý đã là... mỗi tháng phải dùng hết cái lọ to đã là chị thỏ rồi. Nhà tao là không cần phải đánh răng. Sáng dậy có xúc miệng nước muối thôi. Mày biết vì sao không? Anh người tao cần phải đánh răng thì cũng thế mà thôi. Sáng cứ xúc miệng nước muối lòng thế là xong. Có đánh răng đi chăng nữa, kể cả đánh cái loại mà ông Tây Đen hay là Sensodyne thì cũng thế. Không bao giờ trắng được, thấy chưa? Như sao không? Hàng ngày ông đi này, ông há mồm ra răng nó phơi ngoài trời rồi. Mắt đắng hết mà cả hàm răng này đâu mà trắng được nữa mà đòi đánh. Xúc miệng nó hết hôi rồi, cần gì đánh răng. Ừ, chả biết cái gì cũng nói. Thế em, thế thì anh em mình nhầm rồi, cứ tưởng là nhà nó tốn kém đánh răng quá ăn lắm. Hóa ra là lại là tiết kiệm. Mày người ta mà bảo rồi mày có biết kiểu cái gì đâu mà mày cần nói. Chắc phải bảo ông chồng làm cho nó hô ra để mà tiết kiệm cho mình răng. Thôi em quay tay xin lỗi nó đi, nó dối đấy. Nói gì? Không biết cái gì cũng nói bây giờ. Toàn nói bừa nói bãi thôi. Đấy thấy chưa? Còn hơn chồng mày, lúc nãy tao với anh Nguyên đi làm nhá, đèo nhau nhá. Rõ ràng là anh ấy cười với anh Nguyên thế mà lại nhìn tao cơ. Rõ ràng là hất hàm với anh Nguyên thế mà mắt nhìn tao cười. Mày về xem lại đây. Ui kệ ông ấy, ông nhưng mà ông không tốn kém cái gì cả, nó chỉ có thỉnh thoảng nó bị ma vấp nhầm lẫn thôi. Còn như nhà mày là tốn kém rõ ràng. Ăn hôm trước em cho chục bánh gai anh biết không? Mà đúng là đến chết cười với nó. Ai lại ăn bình thường thì người ta ăn hết. Một cái là ăn hết tầm chỉ hết tầm 2 phút là xong rồi nhưng mà ông ấy phải hết 10 phút, 15 phút. Bánh gai nữ cuộn hết vào răng. Hóa ra là mày mang bánh gai sang để chơi khăm chồng tao à? Hả, anh thấy không? Bạn thân đấy. Thế mà rõ ràng biết chồng người ta ăn bánh gai là hơi khó rồi. Thế mà còn cố tình mang bánh gai sang để biếu. Khó thế ăn mà. Ăn xong mà cứ đến hết một lần. Thế anh vào đây. Mai anh vào thứ dưới cho vợ chồng em cắn. Hàm hình dương cho em cắn. Kéo khuôn mẹ thầy. Hàm trên với hàm dưới nó không khít vào nhau đâu mà cắn hướng dương. Thế mỏng đòi. Toàn mua mỏng ngô ăn sẵn thôi. Hàm hình dương được mà. Ôi chết mất. Mình nói thật. Văn hồn võ luyện. Tiết kiệm được cả tâm lại tiết kiệm được cả răng. À quên, tiết kiệm được cả tâm lẫn kem đánh răng. Ờ đúng rồi. Thế người ta mới tiết kiệm được. Nhà mày bắt nổ bắt xịt nào thì mua kính cận, nào thì mua bóng đèn các thể loại. Về có nên hồn cái gì đâu. Lúc nào kêu ui phòng ngủ tao phải lắp cái loại là dạng đông mà loại xịn cơ. Thế nhưng mà vẫn nhầm vẫn đấm ra tím mắt thôi. Cái đấy là ấy. Nhưng mà công nhận nhà nó tiết kiệm mỗi tâm với kem đánh răng thôi mà sơn được nhà. Ghê thật. Chủ yếu lấy chồng là phải lợi ở cái chỗ đấy, tao mới lấy. Quá lợi. Được. Cứ sáng ra lại thấy đứng ở cổng. Đứng chống lạnh này xong rồi ngáp kiểu mới ngủ dậy đấy. Ừ. Thế sau vừa ngáp cái em đi ngang qua.
Cô thi chứ, cô thi à? Cô thi đấy, thế thì mới nói. Cô phi à? Cô thi à, cô thi à? Em à? Vâng vâng, thật nhanh thôi để phóng nhanh để còn cười cái không thì không nhịn được cười. Sợ cứ cười trước mặt ông ấy bảo con này vô duyên. Mày nhìn thấy anh người ta tươi thế mà chả cười gì nữa. Để lao tí đây anh ơi. Để lao thôi. Mệt quá, ăn mứt đây. Gì à? Để lao ăn mứt đây. Ủa hôm nay Huyền cho mình ăn nhá. Ờ thế chồng em ở nhà không ăn mứt à? Không, em toàn đàn ông chả ăn mứt đâu, mỗi mình em ăn thôi. Anh định cà khịa, định nói đều nó à? Hả? Mứt, mứt này, này. Như thế này, cái chồng nó ăn cái kiểu gì? Ăn để mà cuốn hết cả vào răng, lôi kéo như kiểu kéo mũi bò. Phải lắm chuyện quá thì ạ. Cho bi không ăn được mà chắc cùng lắm ngậm được cái này. Cái này này, khổ thân. Hàn bi này ở nhà không bao giờ thèm ăn cả. Nhai có vỡ bi đâu. Hàm nó khít vào nhau với nhau thì mới nhai được bi chứ hàm không khít thì nuốt vào thì nuốt chửng thì chết. Hôm nào anh sang nhà anh mang. Đấy, bọn mình mới được ăn bi. Này hôm nào sang anh đi sang nhà mang quà chơi ra một túi hương dừa, một túi hạt dừa. Không rồi hạt bí không bao giờ mà nếu mà hạt bí anh à, mày mà mang hạt bí sang nhà tao cũng lấy đấy. Nhưng mà chồng ta lúc nào ăn là phải cắn bằng răng hàm. Riêng răng cửa là không cắn chắc được. Một cái rô ra một cái nó thụt vào làm sao mà cắn được. Ôi trời ơi, nhà thì người đây như thế rồi lại còn nuôi con chó cảnh tên là Bông ấy. Răng nó cũng như thế, cũng cái kiểu coi như là bên trong thì thụt vào, à quên, hàm dưới thụt vào mà hàm trên thì chìa ra con chó cảnh con Bông ấy. Ôi trời ơi, hôm em ra mày hay nhỉ, nào mà nhịn được các cụ đã bảo rồi, người làm sao được của chiêm bao là vậy. Người hiền chó cũng hiền, mà người vô thì chó cũng phải chia, hiểu chưa? Ê, không biết lại còn, phải thắc mắc. Ôi trời ơi. Nhà tao góc nào có tiếng cười. Chó vừa sủa vừa cười. Nhìn con chó cảnh nó hay. Là thế mà có ai sợ chó nó đâu mà. Nó sủa nó vừa cười, ai người ta sợ. Trộm mà trộm mày vừa. Mày điêu vừa. Chó nhè răng mày bắt khiếp lên đường lại bảo là chó vừa sủa vừa cười. Chó nó tươi thế thì nó chả cười à? Mà sao hôm nay ông chồng không thấy ra đây để dừng nước ấy, để cho bọn tao ngắm không ấy các. Ra đây chúng mày cười suốt là chúng mày làm à? Hả? Nhưng mà bọn tao muốn thế. Mai nhá. Mai bảo ông ấy mang nước đây cho bọn tao ngắm tí. Nhỉ? Không. Của quý cất kỹ vào. Sáng nào em cũng gặp rồi. Sáng nào cũng đứng cổng em gặp rồi nhưng mà toàn là mặc cái bộ đồ ngủ. Này chưa nhìn rõ được cái sự đẹp trai của anh ấy. Tao thì gần đẹp trai là được rồi. Chúng mày đẹp trai chúng mày hốt mất chồng tao à? Lại đứng ở ngoài kia chứ. Phiền ơi, Phiền. Ra đây lấy nước đi Phiền ơi. Tao nghe quen rồi tao thích đó. Bây giờ mà gọi là Huyền là tao cũng hơi khó chịu đấy. Nhá. Tao lại tưởng là người khác. Mày đừng có chê nhá. Ít nữa anh nhà tao ấy mà đi làm tăng xứ về ấy, lúc đừng có chê nhá. Lúc này trông như là Giang Đông Hun đi còn. Không mà Giang Đông Hun. Làm răng sứ, đợi đến Tết Tây mới làm được răng sứ. Giang Đông Hun hay là Chim Phong Sun. Lại bắt đầu anh này mà nhìn thoát lên thiên rồi. Phải bậy nữa bạn. Phong Sun là cái gì? Can Chi Ho thì em biết. À đâu, Chicago hả? Hôm qua nó phải Chicago hả? Thì dịch cái từ nhưng mà Chi Phong Sun thì không biết. Không biết là cái gì. Chồng tao toàn tên, chơi người thế thôi nhưng mà toàn tên Hàn Quốc thôi. Thế nên bây giờ mày thử nghĩ xem chồng tao thì là tên là gì? Chồng mày á? Lý lác là nó đấm cho tí mắt rồi, cũng phải nói nhiều. Chưa nghĩ ra cái từ điển nào hay hay để gọi. Pha to pha nhỏ à? Hả? Không, phải vào từ điển là tiếng tiếng Hàn đấy. Nó có nhiều câu hay lắm. Lệch pha. Vợ bác dạo này làm gì mà chả đi ra đây chứ? Làm say rồi đấy. Mày hay nhở? Hay là lại đi kéo cá nhiều tiền rồi? Không phải đâu. Bác giữ ý đấy, ra đây mà đi cứ dãy cỏ cho người ta đi từ đầu bờ đến cuối bờ này, mai người ta nhổ bung hết gốc đây này. Ở đấy này, đi bắt đầu cua hết đúng một hàng, đúng cách hàng cách hàng như này luôn, như chân vợ bác luôn. Ôi. Có thế có bao giờ cho đi làm thuê đâu mà. Chỉ cho đi bắt cá thôi. Ừ, chỉ cho ở nhà thôi. Đi bắt cá đến mai. Ai đến mùa mưa lũ ai mà thuê bắt cá thì mới đi. Thế cô giỏi lắm. Toàn cá mè lọt toàn khịa ở đây. Thế chả thế còn gì nữa. Có bao giờ bắt được cá chuối không? Hả? Mà thấy đi lùa cá có bắt được cá chuối cá quả không? Hôm nào chả bắt được. Hả? Hôm nào chả bắt một con. À ừ đúng rồi. Ngày nào có một con cá quả tao đùng. Thế? Hả? Không cần lùa mà ngày nào nó cũng vào váy. Phải không bác?
cá quả quá này. Mang to biếm này cá quả ăn thua gì nhỉ? Trông như con cá chê, ăn thua gì phải không? Cá lóc bông. Cá lóc bông thì ơi, ở đâu ra lại cá lóc bông đấy? Cá lóc miền Nam đây. Cá lóc bông ấy. À đấy à. Nó là chị của con cá quả. Bằng cá quả ấy, bằng cá lóc bông. Anh của con cá chuối. Ăn đi rồi còn làm. Hay là em mang để dành về cho anh chồng bầu ăn. Nhà nó đầy. Ăn xong rồi lại sâu răng thì chết toi. Răng đấy mà sâu thì mà tốn tiền. Không bao giờ sâu răng đâu. Đúng rồi, quên mất. Em nó đang ngong sâu để đập rứt cơ. Đúng rồi, ngong sâu để đập đi để xây lại. Cơi để xây dựng nội thất răng, mới. Răng đấy. Hiểu ý em đấy nhỉ. Chả thế. Răng đấy dầm mưa dãi nắng nhiều cho nên là chả bao giờ lo mối mọt hay là con sâu nào nó xỉa vào đúng không? Chuẩn đấy. Tao nói thì chỉ có chuẩn thôi. Ba quay mặt ra bên kia đi để em hỏi nhỏ nó cái. Này tao hỏi thật mày nhá. Thế chồng mày ấy. Thế nào? Lại gì nữa? Răng như thế đấy. Thế ý là tao hỏi. Nhưng mày đừng có giận nhá. Không, tao chả bao giận có gì. Tao nói đấy tao thật lắm. Ý ta là răng của chồng mày nó hô như thế. Cái của nợ nó có hô không? Hỏi thế mà hỏi. Bác lại nghe trộm rồi. Ê, nói chuyện đi. Răng mày nó quay mặt cho mình kia. Răng với của nợ thì liên quan đến nhau. Sao liên quan? Tuy răng chồng tao có hô nhá, nhưng mà của nợ của chồng tao lúc nào cũng thẳng tuột thế này. Biết chưa? Mày bốc phét. À thế à? Kiểu gì ở trên như thế nào thì ở dưới nó cũng như thế. Thế tao hỏi mày nhá. Ai ơi, cái mắt chồng mày lắc thế thì của nợ của chồng mày nó có nhìn con khác không? Hay là nó nhìn mày? Mày đừng có mà linh tinh. Đang chuyện chồng mày thôi nhảy sang chuyện chồng tao. Ơ thì mày hỏi chồng tao ở trên mới liên ở dưới có liên quan đến nhau. Răng mấy của nợ mới liên quan đến nhau à? Nếu mà thế thì cả răng cái của nợ của mày nó cũng bị lác. Người không có để một bên mày điên mà nó bị lác được. Không mắt có để mày lác. Đấy đây, không có hai quả chồng mày kiểu gì một bên nổ một bên xịt. Ôi trời ơi. Bó tay. Không bao giờ. Coi như là nhìn hướng thẳng là mày nhìn hướng thẳng. Không bao giờ mà nhìn xiên nhìn xẹo hiểu chưa? Mày đừng có linh tinh. Này tao nghi lắm nhá. Chính vì thế mày để có mỗi thằng thôi nhá. Nếu mà nó cân thì kiểu gì phải làm vài đứa cho tao hiểu chưa? Này nhìn cái đấy mà có nhìn ngang hay nhìn dọc gì nó chả liên quan đến vấn đề đẻ cả. Không dạ. Đấy này là chồng mày phối hợp không ăn ý rồi. Chắc chắn là phối hợp không ăn ý. Chắc chắn là một mắt thì nhìn mày nhưng mà của nợ nhìn con khác. Chính vì thế cho nên là mày dám nhìn con khác tao đập cho. Ô đấy nhá. Mày mắt nó nhìn mày trên như mắt mày nhìn nó như mày nhá, nhưng mà của nợ nhìn con khác mày biết được à? Chẳng nghe lúc là nó bỏ quần ra nó bảo là của anh đang nhìn con khác không? Ê mà cũng đòi đừng có đánh lảng cái chuyện của chồng mày. Đã chắc chắn là hô ở hô ấy. Dưới hô không chồng tao thẳng tuốt mày không tin tối anh hăng cho tao xem. Rồi nào mày thích xem không? Vớ vẩn không xem. Xem gì nhìn là biết. Chỉ cần nhìn trên là biết dưới rồi. Mày không giấu được đâu. Mày đứng ngoài quần chồng tao mày nhìn được à hả? Tao ở với ông ấy mười mấy năm nay, ông ấy thẳng hay cong bao giờ tao không biết. Hey, cái vấn đề tao không bảo là thẳng hay cong. Mà cái vấn đề là nó chìa ra ngoài á. Thô. Tao đã bảo nó thẳng tuột cơ mà. Mày biết thẳng tuột thế nào chưa? Hả? Thì nó vẫn thẳng nhưng mà nó hô. Cái con này mày vẫn không hiểu thế nào à. Đã thẳng thì còn hô. Thế ông nói là đã bảo con này á, mày rốt chứ đừng thấy mà. Thẳng hay là cong hay không quan trọng, mà vấn đề là cứ thẳng nhưng mà nó vẫn hô. Mày cứ phải cãi nhờ. Mày thích tối nay sang ở chồng tao cho mày xem. Hả? 10 giờ đây mà tao bắt đầu làm việc ấy, muốn xem không? 10 giờ. Ừ, phải 10 giờ à? Phải chờ con đi ngủ mới làm việc chứ. Nó thức thì làm việc nó biết là chết à? Bác ơi, điên quá, em đã bảo là thẳng nhưng mà nó hô rồi. Nó lại cứ mãi là thẳng chứ không phải là cong. Thẳng với cong thì liên quan gì đâu. Thế hô ở trên dưới nó hô à? Ngủ thế chẳng biết được. Ý là thẳng thì vẫn thẳng như này. Bây giờ không biết tả nào nhỉ. Bao bác lại đem hỏi cái gì đấy? Đấy bảo bác lại đính chính cho xem nào. Bác là đàn ông đấy. Sao làm sao? Cứ bảo là ở trên chồng em ở trên hô ở dưới nó hô. Anh kia thấy anh làm sao anh biết được. Sao lại hỏi anh sang, đấy? Sang tối 10 giờ sang tao cho xem mà còn không muốn. Thế cho mời khách mời sang như thế cũng thích. Nó cứ bảo là đã bảo ở dưới không hô mà nó rất là thẳng. Em đã bảo là nó vẫn thẳng nhưng mà nó vẫn hô mà nó cứ cái. Hay là mày nhìn trộm chồng tao đi đáy đấy. Mày nhìn trộm đúng không? Con này mày không được rồi. Chắc chắn là lần trước này tao đập nhà vệ sinh đi vừa tạm ra tường bao là mày nhìn trộm rồi. Tao nghi lắm.
Ôi rồi ôi, tao thèm vào. Mày thích xem mấy của anh Thành phố Hồ Chí Minh nhà tao à? Tao không muốn xem thế giới động vật đâu, hốt lắm. Con này, mày nói cái kiểu gì đấy hả? Chồng người ta đẹp trai thế,